Hello, chào mọi người. Hôm nay mình có cái video này gửi lên cho các bạn về vấn đề nhà ở của bầu trời nước Mỹ nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái nhà mà cho những bạn mà thu nhập thấp đó, giống như mình nè. Khi các bạn mới đặt chân đến Mỹ hoặc các bạn ở Mỹ là cả năm rồi muốn đi ra ngoài sống riêng hoặc sống như thế nào riêng tư của mình đó, thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình gửi cho các bạn xem về những ngôi nhà bên đây như Mỹ như thế nào ha. Cái đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nhà ở Mỹ nha. Cái mà mình đang chuẩn bị mình giới thiệu cho các bạn đó là nhà thấp nhất, những ngôi nhà mà nhà thấp nhất đó nha, nhà mà có giá thấp nhất đó, khoảng dao động từ từ 70.000 đô đến 200.000 đô hoặc 300.000 đô. Nhưng mà những người cỡ như mình mà thu nhập mà mình lao động hay là mình làm cái gì đó thì vẫn 70.000 đô. Khi mà có nhà cũ nó hơi cũ một chút đó, thì nó cũng có 20.000 đô cũng có luôn, nó sale á, đến đến mà 30.000 đô, 50.000 đô là có hết nha. Đó, nếu như các bạn có thu nhập thấp mà muốn mua cái nhà riêng tư cho mình thì nên mua những loại nhà này để ở trước đi, rồi từ từ mình làm có tiền mình sẽ mua mấy cái ngôi nhà. Sau này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái ngôi nhà đẳng cấp hơn, giống như là condo nè, apartment hoặc condo á. Condo có nghĩa là cái nó giống nó xây lực lượng nó, mình sẽ giới thiệu về cái condo cho các bạn coi. Xây apartment hoặc cái nhà single house nè, nó nhà single house là đẳng cấp bên đây nha. Những cái villa nữa, nó có nhiều cái lắm, nên nó có nhiều cái mà đẳng cấp từ cái cao. Nhưng mà cái mà các bạn có thể mua, muốn mua một cái nhà cho mình, muốn build được khi địch mình, nhưng mà thu nhập mình quá thấp đi, mình nên mua một cái nhà như thế này, đó là mua bồ hôm. Mua bồ hôm á thì các bạn cũng đã biết rất là nhiều, nên hôm nay mình nghĩ các bạn mà cũng như mới qua hay là các bạn ở đây hoặc trong năm mấy hàng năm gì đó ở chung với gia đình mà muốn mua ra ngoài ở, mà muốn mua nhà á, mà muốn build cái khe địch của mình lên á, thì nên mua cái mobile home này. Cái khe địch là gì? Là cái điểm các bạn bên đây mà các bạn có điểm, các bạn có thể mua nhà, mua cửa hoặc mua xe rồi rất là dễ dàng, không cần người đứng full size, là cái người đứng cho bạn, các bạn tự đi mua được, đó là build. Nên các bạn mua một căn nhà giống như vậy, đó là mobile home. Rồi hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn đi coi cái mô hình của mobile home của những người ta ở nó như thế nào nha. Đó, mình cũng đi coi nè, đỡ phải giá rồi mình mua luôn. Đây là xung quanh của mobile home, nó một căn giống gì mà các bạn, nó trong có hai phòng. Để bữa nào mình sẽ quay cái ở trong, tại vì hôm nay giờ này sớm quá nên người ta cũng chưa có mở cửa để cho mình đi coi, nhưng mà quay cái sơ lược ở bên ngoài, phía bên ngoài cho các bạn coi về cái mùa hôm nó như thế nào thôi nha. Ok, theo chân mình giờ mùa hôm là như thế này nè các bạn. Đó, cửa thang trang ha, nó làm cho các bạn con đường, cho bạn cái chỗ đậu xe đó, nó có điện nước cáp đầy đủ nè các bạn, các bạn thấy không, điện nước cáp quang để các bạn coi phim rồi đó, chỗ đậu xe đó, giống như cái ở trong đó nó có hai phòng ba phòng tùy cái giá tiền của cái căn hộ mình mua nha. Hàng tháng mình trả trả tiền thuê đó, các bạn, tiền thuê là tiền thuê đất đó, mua căn nhà đất thì thôi, còn cái tiền thuê đất mình phải trả hàng tháng nha. Thì thu nhập nếu như mà tính về mà mình mua mà vừa vừa căn vừa mua trả góp luôn nha, nhà nước mà nó cho bằng mượn tiền, mình có khế địch á, thì nhà nước nó cho bằng mượn tiền á, đặng mình mua vừa trả góp mà vừa vừa trả tiền đất luôn, mình dao động mình khoảng 1.500 hoặc 1.000 à các bạn, không nhiều đâu. Còn các bạn mà mua đất cái nhà rồi á, khoảng 50-60 gì đó thì tiền thuê đất cũng có mấy trăm ngàn, mấy trăm đô à, rất là phải không? Các bạn trả mấy trăm đô tiền đất thôi. Đó, các bạn thích ở tiểu bang này thì các bạn ở, còn không thích ở tiểu bang này hoặc cái thao này hoặc cái thành phố này mà
nó như thế nào á, mà công việc làm của bạn không ổn định thì các bạn cứ mua đi mua kêu bằng mua bồ hôm, các bạn có thể giờ đi chỗ khác, giờ đi cái thành phố khác hoặc tiểu bang khác các bạn thích đó. Các bạn thấy không, nó làm lép hết, chứ thật sự ở phía dưới nó có bánh xe các bạn, ở phía dưới nó có bánh xe đó. Khi mà bạn muốn mua đi mình sẽ hợp đồng với cái người mà lái xe tải, người ta sẽ mua xe bằng đi. Đây là mobile home các bạn, nó đây là cái nhà rất là rộng, chắc mình nghĩ 2 3 phòng vậy, thấy không? Đây là cái nhà, thấy không? Bạn nhìn đi, nó đâu có thua kém gì những cái căn hộ mà single house đâu, ăn bá bị kêu có lề đường đồ đàng hoàng cho các bạn luôn nha. Đây đây, đây là cái nhà build mới này, xung quanh cái nhà build mới này coi nha. Đây các bạn, xung quanh một cái sơ lược về cái nhà đường mới này, còn mấy cái này là mấy căn nhà đã mua rồi, không biết có chỗ ở trên không mà quay. Mấy cái hồ ảnh quá, ok để mình xuất bèo lần ha.